Thưa bác sĩ, trong các bệnh sỏi mật và sỏi gan, sỏi thận thì chúng ta thường rất là khó để phát hiện ra những cái căn bệnh này. Vậy thì triệu chứng điển hình của những bệnh này là gì và độ tuổi nào có nguy cơ mắc phải căn bệnh này cao nhất thưa bác? Triệu chứng điển hình của sỏi đường tiết niệu và sỏi đường mật vẫn là cơn đau quặn do tắc cái đường dẫn gây ra. Đối với sỏi thận thì cái cơn đau quặn thận là một cái triệu chứng rất điển hình và thường xảy ra ở những người bị sỏi niệu quản mà gây tắc hoàn toàn. Ngoài ra thì nó còn gây ra các cái triệu chứng không điển đau không điển hình, ví dụ như đau vùng hố lưng, đau âm ỉ và có từng cơn tăng lên, kèm theo với nó là cái thận nó to lên, có thể sờ thấy hoặc là nhìn được nếu nó ứ nước quá lớn. Đối với sỏi của đường mật thì thường hay gặp cơn đau quặn gan là một cơn đau rất điển hình. Nó đau ở vùng hạ sườn phải, lan ra phía sau và người ta thường chọn cái tư thế chổng mông để làm giảm cái áp lực nó thì nó sẽ có tác dụng giảm đau. Cái cơn đau quặn gan thì nó thường kèm thêm với cái vàng da do cái ứ mật. Đối với cả sỏi đường mật và sỏi đường tiết niệu thì người ta thấy cái độ tuổi mắc với tỷ lệ cao nhất là từ 30 đến 60. Tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mắc càng tăng. Riêng đối với sỏi thận thì cái tỷ lệ nam lại gặp nhiều hơn nữ. Nhưng gần đây, những cái thống kê trong những năm gần đây thì cái tỷ lệ nữ nó bắt đầu tăng lên, làm cho cái chênh lệch giữa nam và nữ bắt đầu nó thu hẹp dần. Đối với sỏi mật thì người ta lại gặp ở nữ nhiều hơn nam, nhất là những người mà mãn kinh, vì lúc đó nó có cái rối loạn chuyển hóa của cái cholesterol, của cái triglycerides và nó giảm cái estrogen, cho nên là người ta thấy cái tỷ lệ nó tăng lên và gặp ở những người béo phì nhiều.